cho mẹ Eren à? Hả? Em mang Eren xuống đây ạ. Để tí ăn xong uống luôn cho đỡ quên. Eren của Kohino nhá, nhiều công dụng lắm. Ví dụ như là nhá, làm giảm các loại nám, sạm, tàn nhang, đồi mồi, da khô, nhăn, chảy xệ. Uống Eren nhá, giúp cho da trắng sáng, mịn hồng, nói chung là tất tần tật về da. Anh Hiếu, anh có mua cho người yêu không? Em mua hộ cho. À, quên, anh Hiếu làm gì có người yêu mà mua. Ngồi nhá, ngồi nhá, cắn nhau bây giờ đấy. Đứa nào đi chợ? Đứa nào đi chợ mà ngu này? Hả? Này, anh thì bảo em ngu không? 20 nghìn mua được 4 cái còn gì nữa? Đã mất công đi chợ thì chớ. Ồ, thế bây giờ có 4 cái xúc xích mà chỉ có 3 đứa. Mày chia thế nào đây? Chia thế nào? Hả? Thì em 2 cái, hai anh mỗi người 1 cái. Thế cũng phải nghĩ. À, được anh nhờ, chia được ấy. Này, mày nhí, tao với thằng Tuấn mua thằng 2 cái, nha. Này, còn lâu đi. Thôi được rồi, bây giờ thế này nhá. Đứa nào nhanh thì đứa đấy được nhiều. Ok, tao đếm này. 1 2 3 Ô cái gì đấy? Điện rồi. Ô đừng có gần, đừng có gần đấy. Ôi, đừng cử động nhá. Ôi, có điện rồi. Rõ ràng rồi, tao vừa túm được cái xúc xích mà. Sao con thảo nó ở kia rồi? Tiền sử bố nhà em cầm nhá. Xúc xích mày vừa cầm không ăn được đâu. Chết chết. Thảo nào nãy ta sờ cái xúc xích ta tưởng sờ quả ớt. Mày còn chê tao quả ớt à? Mày còn cợt nhảm không? Mày chết với tao. Ôi, tao đùa mà. Ôi, đừng đánh cái bông tao. Mất điện rồi. Ôi, mày chết với tao rồi. Tao túm đến đâu mày rồi. Mày chết tao. Đánh chủ, phạt một củ. Thì anh ơi, em tự nhiên ở đâu lòi vào đây anh đánh nhầm, xong bây giờ lại phạt anh một củ. Mà em xem, em bảo ông Hoàng dạo mất điện liên tục ấy, nãy giờ mất điện 2 lần rồi. Hồi nay mùa hè điện quá tải nên nhảy át liên tục. Mọi người ạ, mà không dùng tiết kiệm thì mất điện là đúng rồi. Em nói thế nào chứ, ở cái xóm trọ này nhá, bọn anh dùng điện là tiết kiệm nhất rồi đấy. Đây nhá, sáng 6:50 bọn anh đã dậy rồi. Bởi vì 7 giờ bọn anh vào lớp rồi. Đấy, sáng thì không cần dùng điện, đúng không? Chưa đi học về nhá, không bật điện, bật mỗi quạt thôi. Đấy, đến tối ấy, thì anh với thằng Tuấn này tắt điện từ 8 giờ đi ngủ rồi. Còn mỗi con nhà nghĩa trang nó học muộn đến tầm 11, 12 giờ thôi. Thế bảo sao không tiết kiệm? Đúng rồi Thùy Anh ạ. Bọn chị nhá, cả 2 phòng, 1 tháng dùng hết có 70 tiền điện thôi. Bây giờ mà em bảo bọn chị tiết kiệm hơn à, bọn chị chịu, không tiết kiệm được đâu. Chứ gì nữa? Vâng, tháng trước thì tiết kiệm thật, em công nhận. Nhưng mà tháng này á, 2 phòng hết 2 triệu tiền điện. Mọi người xem thế nào đóng cho em đi. Cái gì? 2 triệu tiền điện? Ôi à, kheo nhầm lẫn hay sao chứ, em xem thế nào. 2 triệu tiền điện nhá, kheo bọn anh phải bật nhạc nhảy sập sình cả đêm nó mới hết từng đấy chứ nhờ. Công tơ điện nó ghi thế, anh chị không tin ạ thì bắc thang lên mà xem. Mà anh chị dùng như thế nào ạ thì em biết được à. Nói chung dùng thì phải trả 2 triệu, sang tiền đi em còn đi thu phòng khác. Ôi, cái con bé này buồn cười thế nhở. Tiền điện bọn anh đang là 70 nghìn, bây giờ lên phát 2 triệu em còn thấy vô lý à? Không, chẳng có gì vô lý cả. Đến cái chuyện nhá, ông ăn xin sáng quẩy chân, tối mặc chân đi bà là chuyện quá bình thường. Nên là chẳng có gì là không xảy ra được đâu anh. Thế nhưng mà oan bọn anh quá. Bọn anh không dùng nhiều, tự dưng phải đóng 2 triệu tiền điện. Vô lý đúng không? Mà bọn anh làm gì có tiền để đóng tiền điện nhiều thế. Thế bây giờ em biết làm thế nào? Công tơ điện nó bảo thế thì em báo thế. Các anh chị dùng mà không đóng á thì em không biết bảo thế nào với thằng Hoàng đâu. Lại còn công tơ điện báo nữa. Thôi được rồi, bọn anh đóng. Thế nhưng mà thế này đi, em cho bọn anh 3 ngày, bọn anh điều tra xem tại sao tiền điện nó lại tăng như thế. Nếu mà là bọn anh á thì bọn anh đóng, còn nếu không phải bọn anh thì lúc đấy anh em mình tính tiếp. Đúng rồi đấy. Thôi được rồi, thế thì em cho khất 3 ngày, xong các anh chị đóng tiền cho thằng Hoàng hộ em nhá. Không nó mà cắt điện á thì khổ các anh chị đầu tiên đấy. Thế em chẳng mất gì đâu. Thôi em đi thu phòng khác đây. Ôi triệu tiền điện rồi đấy, đi chết dở. Đúng là Eret tốt thật đấy. Thảo lấy ra chị khác hơn đâu. Khác chứ chị ạ, nhìn tươi tắn hơn hẳn. À, đúng rồi, tiên sư con nhà nghĩa trang chắc chắn là mày, không trượt đi đâu được. Có cái gì, anh chỉ quên mồm à? Mày, chính mày, mày là nguyên nhân làm cho tiền điện cả đám tăng vọt. Này, anh đừng có mà nói bừa. Bừa cái gì, tao với thằng Tuấn nghĩ rồi nhá.
chắc chắn ngoài điện để thắp sáng ra, mày còn dùng cho những cái việc mà rất chi là tốn điện. Này, anh nói gì phải có bằng chứng nhá. Tao có bằng chứng đàng hoàng. Còn nhà bà Hoa, mày nói đi, mày nghe thấy những gì? Nào, đây nhá, lần nào tao đi qua phòng nó cũng phát ra một cái âm thanh như này. Như cửa máy rung ấy. Mày còn chối được không? Đấy, thế mày nói đi. Cái đấy nó là cái gì? Thì cái máy đấy em có thật, nhưng mà nó chạy bằng pin sạc chứ nó không chạy bằng điện, nên là không thể tốn điện được. Đấy nhá, thế là rõ nhá. Mày nói cái máy đấy dùng pin sạc, thế thì chắc chắn khi hết pin ấy, mày sẽ phải sạc. Giờ mày nói đi, một ngày mày sạc bao lần? Anh hỏi làm gì, việc anh à? À, mày còn cãi à? À, đúng ra ấy, đấy không phải việc tao. Thế nhưng mà cả đám đang phải khánh một số tiền điện cực kỳ lớn, nên nó đã là việc của tao rồi. Mày nói đi, một ngày mày sạc bao lần để tốn điện như thế? Nói! Em không biết, tại vì đang dùng ạ, thì nó lại hết pin, thế là lại phải dừng lại để cắm sạc. Em không nhớ đâu, chắc tầm trên dưới 20 lần ạ. Ôi dồi ôi, ui ôi, 20 lần thì hại thận lắm em ơi. Ôi mày thế này á thì sao xó nó lấy mày. Cả lông chân lông tay với ria mép thì có cái gì mà hại thần. Con gái nhiều lông tay không chẳng sao. Nãy giờ cái mẹ của Thảo đấy là mẹ cạo lông à? Vâng, thế chị nghĩ là cái gì? Không có gì đâu. Mà nói chung như này này, nãy giờ chị nghe á thì thấy cái máy cạo lông của Thảo á công suất rất là nhỏ, dù có sạc 2 hay là 50 lần một ngày á thì cũng không tốn điện, nên chốt lại á là Thảo vô can. À, cũng hợp lý đấy. Này, thế thì chỉ có mày thôi. Mày cái gì mà mày hả? Tự nhiên người ta còn đấm một cái bây giờ. Đấm cái gì? Chỉ có mày thôi nhá. Mày lợi dụng cái lúc mà tao đi làm quán cà phê, con Thảo đi phát tờ rơi, mày dẫn con người yêu của mày bên chung cư về, xong rồi nhá, xả điện thoải mái. Ôi, bật quạt cả ngày, bật nóng lạnh cả ngày, đúng không? Mày điên à? Nhà người yêu tao á, đầy điện à. Mấy chục cái bình ắc quy tích điện đầy vứt ở nhà ấy kìa nhá. Sao còn chọn làm gì? Thế mày không đưa nó sang, làm sao tốn nhiều điện như thế được? À, tao làm sao mà biết được? Thôi, cãi nhau mãi đau hết đầu. Bây giờ á, ngồi mà nghĩ xem là những cái khả năng nào á, nó dẫn đến tiền điện tăng cao. Mà em nói thật nhá, cái em nghĩ đến đầu tiên á, là anh Hoàng, anh ấy chỉnh đồng hồ điện. Đúng rồi, ông Hoàng là chúa gian manh. Đúng rồi nhờ, thế mà từ đầu mình không nghĩ ra. Không, em thì lại không nghĩ như thế. Tuy anh Hoàng nhiều lúc nói những cái câu mà người khác nghe chỉ muốn đấm vào mồm thôi, nhưng mà anh Hoàng không như thế đâu. Ham gì những đồng tiền điện, nhà anh Hoàng đầy tiền. Cũng đúng nhở. Thế thì bỏ qua trường hợp của anh Hoàng, thì còn một cái nữa, mà cái này rất hay gặp, em cũng gặp rồi. Đó chính là bị phòng khác câu mất điện. Câu trộm điện à? À, đúng rồi. Thế thì bây giờ như này, bây giờ về phòng chia nhau ra kiểm tra từng phòng xem có gì khả nghi không, được không? Được, chốt. Đi. Đấy, Thảo cũng cầm đấy đấy, quên nhá. Bây giờ chia nhau ra hỏi cho nhanh. Nhớ chú ý ấy, là phải xem xét kỹ từng phòng xem có gì khả nghi không. Rõ chưa? Okay. Được rồi, chia ra. Đi. Công ty của chúng ta phải đoàn kết để đưa doanh thu lên 10 tỷ một tháng. Chúng ta phải cố gắng. Giám đốc kinh doanh Hoàng Duy Phú. Hay da. Anh Phú ơi, thăng chức nhanh thật đấy nhở. Làm ăn khấm khá thế nhở. Anh Phú ơi. Mọi người chờ tôi chút. Ôi. Gì đấy? Ôi trời ơi. Bất ngờ chưa? Bất ngờ đúng rồi. Ai gặp anh cũng bất ngờ hết. Vâng. Nhìn anh thế này thôi, nhưng mà toàn hàng hiệu ấy, mấy nghìn đô ấy, nhìn làm sao mà thấy hết giá trị được. Ôi, thế à anh? Ôi, thế nhưng mà anh ơi, anh cho em hỏi tí được không anh? Hỏi gì thì hỏi nhanh lên, để anh còn vào họp. Công ty còn đang chờ anh đưa ra quyết định kia kìa. Vâng, em hỏi nhanh thôi. Chả là tháng này phòng anh tiền điện có tăng đột biến không anh? Không, chả thấy tăng gì. Ôi, không được rồi, không tăng gì. Rồi thế mà phòng em nó tăng đứt mạch máu não ấy anh ạ. Rồi bọn em đang nghèo đã đói rồi, giờ lại còn đói nghèo thêm. Đói à? Nghèo à? Thế vào công ty anh sẽ đưa em tới thành công, rồi em sẽ trở thành giám đốc, chủ tịch, rồi em sẽ có nhà lầu, xe hơi. Nhà lầu, xe hơi. Thôi anh ạ,
cái con đường thành công ấy thì ngày nào em cũng đi qua mua bánh mì rồi. Con đường đấy nhá, toàn cống mất nắp này, thối lắm rồi. Em không dám đi đâu. Vào công ty anh sẽ biến em thành doanh nhân trẻ, thu nhập 100 triệu một tháng. Thôi anh ạ, bây giờ em chỉ ước là cả tháng em không đói ăn thôi. Chứ bây giờ anh biến em thành doanh nhân trẻ xong rồi á, cả tháng kiếm 100 triệu á, bố em quánh em nhập viện đấy anh ạ. Thôi xong việc rồi, em xin phép em về. Vâng ạ. Ô, này. Ôi trời, em xin. Xin lỗi mọi người, chờ hơi lâu, tôi vừa ra ký hợp đồng 1.000 tỷ. Long ơi. Long. Em vừa mới ngủ anh gọi cái gì? Anh không biết đọc chữ à? Chữ nào? Ui giời ơi, mày dán thế này á, bố tao cũng chả nhìn thấy được. Mà mày cho anh hỏi 1 câu nhé. Anh vừa hỏi hết 1 câu ấy thôi. Thế mày cho anh hỏi 2 câu nhé. Nãy anh hỏi 1 câu, bây giờ anh hỏi câu nữa là 2 câu thôi. Em ngủ đây. Này. Này. Dạ anh bảo. Thế bây giờ nhá, anh bảo tí thôi, anh không hỏi nữa. Rồi em khổ với anh quá, chẳng em đấm cho anh cái lại chẳng làm sao. Anh biết rồi, anh biết mày buồn ngủ rồi. Nhưng mà thôi mày cố nhá, cố thì anh bảo 1 câu thôi nhá. Bây giờ em cố nãy giờ mà vẫn chưa thấy anh bảo gì đấy, anh đùa em à? Không, anh bảo luôn bây giờ đây này. Thế nhưng mà mày giãn cái cơ mặt ra nhá. Anh sợ anh cứ bị lòng vòng không nói thẳng được. Khổ anh quá. Bây giờ nhá, anh đến từ 1 đến 3 mà anh không bảo vấn đề là em đấm anh luôn này. Được rồi. Ê, anh bảo luôn. Câu hỏi của anh là tiền điện tháng này của mày hết bao tiền ấy? Tiền điện hết 10.000. Thế mày không dùng cái gì à mà sao hết có 10.000 ấy? Em dùng cái gì liên quan anh à? Có liên quan. Thế nhưng mà mày dùng điện kiểu gì mà hết có 10.000 thế? Thì sáng em ngủ, tối em đi làm, xong sáng hôm sau em lại ngủ. Có dùng điện đâu, có mỗi thi thoảng nấu nước, nấu mì mà. Thế nhưng mà mày làm cái gì mà trái múi giờ đấy? Em shipper. Thế shipper cái gì mà đêm hôm thế? Em ship cám. Thế á? Thế lương cao không? Anh cũng đang tính đi làm thêm mà ngày bận đi học quá. Đấy, lương cao, nhưng mà vất lắm anh ạ. Mỗi lần đèo 4-5 bao cám. Mà anh thích thì anh đi cùng em xin cho. Ui, thế á? Thì thêm ngủ đi nhá, tối anh đi cùng. Long ơi. Anh bảo. Thế còn gì nó ăn đêm mà mình phải ship cám đêm hả mày? Thì cám chim, cám cò. Người ta hay gọi là thức ăn cho chim ấy. Thôi, ngủ đây. Thức ăn cho chim á? Con chim gì mà kỳ lạ cứ đêm lại đòi ăn nhỉ? Ôi, không được. Long ơi, dậy. Tối anh không đi nữa đâu, không phải gọi đâu nhá. Vâng, mình nhờ, anh đi về đi, anh đóng cửa cho em nhá. Anh Chiến không ở phòng đâu Thảo ạ. Các anh ơi, anh Chiến không ở phòng đâu. Không ở phòng á? Bọn tao đi một vòng rồi, cũng chả thấy gì khả nghi cả. Thôi, đi về phòng xong tính, đi. Cẳng thế nhở, không còn phòng nào khả nghi cả, mà chỉ còn đúng có ngày nữa thôi, không tìm ra nguyên nhân ấy thì đóng tiền điện ốm, chỉ còn đợi mỗi anh Chiến về hỏi nữa thôi. Ê, mới đi ạ. Ui trời ơi, anh Chiến đây rồi, bọn em tìm anh mãi. Ô, tìm anh á? Tìm anh làm gì? Bọn em định hỏi anh ấy là tháng vừa rồi tiền điện phòng anh có tăng bất thường không? Ồ, không. Phòng anh không những không tăng á, mà còn giảm ấy. Bởi vì anh vừa mới sáng tác ra một tuyệt chiêu, chiêu tiết kiệm điện. Uầy, làm có cả tuyệt chiêu tiết kiệm điện ai? Mới đây có muốn xem không? Có. Được rồi, quý lắm anh mới cho xem đấy nhá. Vâng. Nhìn đây này, đầu tiên này, xuống tấn. Cái này là phải dồn hết công lực vào hai đầu ngón tay. Lần này nhá, có vẻ tin được anh Chiến ấy. Chả thế không à, anh mất bao công nghiên cứu. Rồi, nhớ là vẫn phải dồn hết lực vào các đầu ngón tay. Để làm sao? Để tắt điện khi không sử dụng. Ôi, anh Chiến ơi, bật điện lên đây này, làm gì đây? Đấy, thấy được không? Ôi, này, tao xin rút lại cái câu nói hồi nãy nhá. Mà anh Chiến ạ, tắt điện thì anh đi thẳng ra cái chỗ ổ điện mà tắt đi. Lại còn đứng võ mà chả công mất nửa tiếng, như thế chả tốn điện hơn ạ. Không, tuyệt chiêu ấy thì phải làm như thế, không là sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Hay là được rồi. Bao giờ có tuyệt chiêu mới anh lại sang anh thể hiện cho nhá.
Bây giờ anh về đây. Chào mấy đứa nhá. Thế là mọi chuyện lại đi vào ngõ cụt à? Thôi, tình hình thế này á thì chia tiền điện ra mà đóng với nhau. Chứ ông Hoàng ông mà cắt điện à, thì khổ lắm. Chứ còn gì nữa. Đã đói rồi, gặp ngay cả tiền điện tăng. Đúng là đời sinh viên, khổ ơi là khổ. Mà nhá, em nghĩ rồi, điện nó không thể nào dò gì được. Chỉ có thằng nào câu trộm thôi. Em mà bắt được thằng nào câu trộm nhá, em đánh cho nhập viện luôn. Hoặc là thiết bị điện nào nó bị chập. Xong rồi à, nó dò gì điện ra cũng tốn mà. Tuấn ơi, xem nào giả anh cái bình ắc quy ra anh có việc dùng cái. Ắc quy nào? Em mượn ắc quy anh bao giờ? Không, cái thằng này chưa giả đã lẫn rồi. Hôm mà mày với con người yêu mày vác mấy chục cái bình ắc quy giải kín phòng này để sạc đấy. Mày sang mượn ắc quy của anh rồi bảo là cho người yêu mày mượn. Thế mày đã giả anh đâu? Ôi anh Tiến ơi, anh giết em rồi. Thế mà mày dám bảo người yêu tao đầy điện à? Hả? Đầy điện là sang bên này, câu điện mang về bên kia hả? Thế mà cũng ra cái vẻ điều tra cùng bọn em à? Luôn. Sao mà còn giả hoài là không tìm được lý do? Bảo anh em chia tiền chứ, không thể chấp nhận được. Thì chúng mày cũng phải thông cảm cho hoàn cảnh của tao chứ. Bên chung cư người yêu tao hay mất điện, nó thì lại sợ nóng nên là... Không có lên cái gì cả nhá. Bọn tao không nghe giải thích. Từng đấy tiền điện ấy, mày đóng tất. Đấy, khổ chưa? À, khổ chưa? Yêu đường nhức đầu. Mày cứ như tao đây này, có phải dễ không? À, có phải sướng không? Chả mày đóng tiền điện cho bố con thằng nào cả nhá. Thông minh đến mấy ấy, yêu mà cũng ngu.